Khoa Sứ Mỹ Nhân xin chào cô chú cùng các anh chị mình nha. Hôm nay con xin giới thiệu với cô chú cùng các anh chị mình một cây kỳ duyên zin ha. Màu hồng phấn 3 lớp nha cô chú cùng các anh chị mình ơi. Cây này chuẩn bị vô nụ nha cô chú anh chị mình. Cây này về dài hôm nữa là nó có gỗ hoa ha. Cây màu hồng phấn 3 lớp. Cây này nó không có bị đột biến nha cô chú cùng các anh chị mình, mặt hoa không đột biến nha. Đây. Màu hồng phấn 3 lớp rất là đẹp luôn. Đây là cái bộ tàn nha cô chú cùng các anh chị mình. Bộ tàn rất là tròn đều luôn. Rồi mình xuống bộ cũ à. Cây này đang nằm trong chậu 60 nha cô chú cùng các anh chị mình ơi. Cũ này rất là đẹp luôn. Đây là cái bộ cũ đây. Đây là cái cốt. Cái củ của nó ẹo ẹo rất là đẹp luôn nha cô chú cùng các anh chị mình. Rồi cô chú anh chị mình ai yêu mến em này xin liên hệ với con qua số điện thoại là 0932 612 668 nha. Con xin giao lưu với cô chú cùng các anh chị mình cây sứ kỳ duyên zin nè. Là giá là 400k nha. Ai yêu mến thì xin liên hệ với con nha cô chú cùng các anh chị mình ơi. Cây này cái rễ nó còn âm ở dưới nữa nha cô chú anh chị mình. Bộ rễ rất là đẹp luôn nè. Đây là cái bộ tàn. Lá rất là tốt nha cô chú cùng các anh chị mình. Cây này đang chuẩn bị vô bông nha cô chú cùng các anh chị mình ơi. Cây này dạng mình về mình chơi bonsai. Bộ tàn, tàn tròn. Dạ con xin chào cô chú cùng các anh chị mình nha.